kỳ sướng luôn. Chào bà, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Dạ, xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất theo tháng. Và hôm nay về thoải mái. Đây, anh Thảo, ông anh của em chuyên về ghe lớn, ghe tải á, bà con hay hỏi em thì đây. Đại ca em bán ghe nhỏ với em. Hôm nay thì lên cho bà con mình một. Dạ đây, đại ca em. Này máy chủ, máy ship em. Này chủ em không à. Vẫn làm lính làm lát nha. Dạ bây giờ rửa con 4CH4C đời 160 ngựa này. Con này đã qua sử dụng nhưng mà còn chất nha bà con. Cốt ếch hơi chuẩn. Ngoại hình thì nước sơn còn rất là đẹp. Quay cho bà con mình luôn. Con này clip riêng em tách cho bà con mình. Bà con ai có mua ghe tải, ghe lúa, ghe dừa, đua tài giờ liên hệ với anh Thảo. Và số điện thoại của ảnh thì cần em sẽ gửi trực tiếp cho bà con. Đây nữa. Anh Thắng nhà em nữa. Ghe bự là do 70 trăm gì liên hệ anh. Đó, giữ vậy. Đúng, đã đỡ là nó. Đó. Mẹ chúng bún gì ơi. Rồi để cho cô các em cặp nổ cho bà con mình nha. Thì ngoại hình đây đã qua sử dụng nhưng mà còn đẹp lắm. Bơm nước zin còn nè, đi mô sạc có, đầu nước ngọt còn luôn, rất là đã nha bà con. Này đã qua sử dụng nhưng mà nước sơn nó còn đẹp cho nên quay cho bà con mình luôn. Con này giá rẻ cực kỳ nha bà con. Cốt ếch hơi chuẩn, cột bô xương hàng gió nha. Con này 4 cò, đời này 160 ngựa, tem giang ma nè, đồ đạc còn đủ hết, ống hơi đồ này kia còn hết luôn nha bà con. Rất là đã, rất là nét. Hộp số con này hiện tại đang đi 3.15, 160 ngựa nha bà con. Chuẩn bị có clip test cho cô chú anh chị mình. Để khô khô tí xíu, mới vừa rửa xong, vệ sinh kiểm tra xong hết nha bà con. Máy rất là nét. Nó vô vài miếng tem luôn cho đẹp hình nha cô chú anh chị nha. Đó. Con này thì đời 160, 2600 tua, hộp số 3.15 nha. Con này là 4CHXT nha cô chú anh chị, rất là đẹp. Để lau chùi lại cho nó khô ráo, bắt đầu cặp nổ, kiểm tra hơi cốt rồi, hết rồi. Rất là đã, rất là nét, cực kỳ xuất sắc luôn. 4 cò. Và giá hiện tại bây giờ chủ em đang kêu con này chỉ giá 74 triệu thôi nha bà con nha. Và coi máy, kiểm tra máy, test máy tại chợ Đồng Phú, Vĩnh Long. Tổng chi tiết ngày hôm nay. Rồi, và bây giờ test nổ nha cô chú anh chị nha. Máy đã được kiểm tra xong hết rồi, đúng chuẩn cốt ếch nha. Hơi đẹp lắm, rồi nổ đi anh. Nhẹ nhàng cho cô chú anh chị. Đầy đủ đồ hết. Đi mô sạc, máy bơm nước zin tất cả. Đây. Số luôn. Yeah luôn. Ok, chuẩn số nha bà con. 315, 160 ngựa, 2600 tua, 4 cò nha. Rất giàu hả? Không sao tụt xuống. Hụt ống dầu. Rồi, quá sướng nha. Giá cực kỳ rẻ nha bà con. Đã qua sử dụng nhưng mà hơi hám còn rất là nét. Máy đẹp lắm bà con ơi. Cực kỳ đã luôn. Ghê, quá sướng rồi. Quá chuẩn rồi. Quyêu cá nơi đồng. 160 ngựa, 2600 tua đi 3.15. Con này là đồng 1.5, 4 cò nha bà con. Quá sướng. Quá đã. Rồi. Quá đã luôn. Hết dầu luôn. Quýu cần cái nữa tắt luôn. Kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất hàng tháng. Cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn bà con mình rất nhiều nha. Dạ, ai mua ghe lớn liên hệ với đại ca em nha. Ai YouTube Nguyễn Nhật Thảo chuyên bán ghe lớn, ghe tải, ghe tốc độ có đầy đủ hết.
Cảm ơn bà con mình luôn sát cánh. Hẹn gặp lại. Tạm biệt.